20 phút tối 9 tháng 3 từ một khu vực gần thành phố ven biển Nampo, tên lửa đã rơi xuống biển Hoàng Hải. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vài ngày trước khi Liên minh Mỹ-Hàn tổ chức cuộc tập trận mang tên. Anh sao đã quên tháng năm mình yêu nhau đó, đường về qua phố xưa, mưa từng cơn gió rơi, phố ngủ quên dấu chân bước hoang trên hè xa vắng, tiếng yêu thương không còn chỉ mỗi bóng em trên đường. Trời mưa như đang khóc thương cô đơn người này xa rồi. Hỡi người yêu sao, giờ này nơi đó nắng trong tim anh và người yêu mới tình như đã. Đừng muốn nghĩ thơ bên ai dệt mơ. Việt Nam ra thế giới có đóng góp lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch. Tư vấn về bệnh tim liệt tuyến.